Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hương Tâm. Và sau một thời gian đó là 4 ngày thì chúng ta lại gặp gỡ lại cùng với vị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay. Dạ em xin chào anh ạ. Dạ anh ơi, anh có thể là chia sẻ cho em biết là cái cảm nhận của anh sau khi mà anh thực hiện thay đổi răng sứ tại Nha Khoa Hương Tâm không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên Tuấn. Vừa rồi thì cách đây 4 ngày thì mình đã đến Nhân Tâm để kiểm tra tình trạng răng và có cái hướng theo điều trị của bác sĩ đã thăm khám, thì mình thấy cái hướng điều trị thì vẫn đúng đúng theo cái dự đoán ban đầu của bác sĩ, và chương trình thì rất là thiết thực và đem lại sự hài lòng rất tốt. Bác sĩ cũng tận tình chu đáo. À vậy anh Tuấn ơi, cái thời gian mà mình thay đổi răng sứ như vậy thì có lâu không anh? Trong quá trình nha khoa Ân Tâm làm thì mình thấy cũng mình thay tới 4 cái răng cửa, nhưng mà công tác chuẩn bị và công tác lắp đặt của nha khoa Ân Tâm thì mình thấy rất là nhanh. Các bác sĩ kỹ càng và thao tác cũng nhanh. Dạ. Dạ, vậy thì em cũng hỏi thêm là sẵn đây thì anh có hài lòng với lại màu sắc dán răng mà bác sĩ hôm nay gắn cho anh không ạ? Tại vì em biết là hôm nay là mình gắn kết thúc rồi đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ, về màu sắc thì nha khoa của mình đã thực hiện đúng yêu cầu của khách hàng rồi ạ. Còn chất lượng thì bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ và trước khi lắp đặt và mình thấy rất là hài lòng. Dạ. Vậy thì anh Tuấn ơi, thì cũng như rất là nhiều khách hàng khác thì mỗi người biết đến chương trình của Nha Khoa Hương Tâm bằng một cách khác nhau. Riêng anh Tuấn thì biết đến chương trình bằng cách là trong quá trình mình đi làm về đó, mình thấy cái tấm băng rôn của Nha Khoa Hương Tâm và anh đến tư vấn thay đổi hoàn toàn răng sứ kim loại thành răng vàng sứ cho những khách hàng nào mà đang mang tình trạng là sử dụng sứ kim loại lâu năm. Thì anh Tuấn có nói là anh rất là lo lắng khi mà tới với Nha Khoa Hương Tâm, bởi vì không biết là cái chương trình này có thực tế là như vậy không. Thì hôm nay anh đã trải nghiệm xong rồi và cũng là bước cuối cùng rồi, thì anh có thể chia sẻ cho em biết là bây giờ cái cảm xúc của mình như thế nào về cái chương trình, nó có đúng như vậy không anh ha? Thì trước mắt mình cũng xin cảm ơn Nha Khoa Ân Tâm. Thì lúc đầu thì tâm lý mà cũng lo và chưa hiểu rõ, thì sau khi đã được tư vấn và trực tiếp được điều trị và thay thế răng toàn sứ zirconia thì mình thấy là chương trình này là hoàn toàn là thiết thực và có thật. Dạ, chương trình của Nha Khoa Ân Tâm mình thì sẽ giúp cho những khách hàng nào mà trước đó đã thay răng sứ kim loại có cái lõi bằng kim loại á, thì sẽ thời gian dài thì nó sẽ không nó bị ảnh hưởng tới cái chất lượng răng của mình, và nó bị đen, ảnh hưởng tới cả chân răng và nướu. Cho nên nếu mà mình thay thế được răng toàn sứ thì sẽ là cái biện pháp tốt nhất. Tức là chương trình của Nha Khoa Hương Tâm là sẽ hỗ trợ thay răng sứ kim loại thành răng toàn sứ cho tất cả các khách hàng đúng không anh? Bởi vì chương trình là chương trình phi lợi nhuận và rất ý nghĩa của Nha Khoa Hương Tâm muốn dành cho cộng đồng. Rồi anh ơi, thì ngày hôm nay mình gắn răng xong rồi, thì trong cái tâm thế là vui mừng như thế này, anh có đôi lời gì muốn gửi đến các vị bác sĩ của Nha Khoa Hương Tâm không ạ? Dạ, sau khi đã hoàn thành hoàn chỉnh 4 cái răng cửa cho mình thì mình đầu tiên thì mình cũng rất cảm ơn Nha Khoa Hương Tâm, đội ngũ tư vấn nhiệt tình. Máy móc thiết bị thì cũng mới hiện đại, và bác sĩ thì làm việc cũng rất là nhanh nhẹn và tư vấn những gì mà mình còn khúc mắc thì bác sĩ đều giải đáp hết trước khi thực hiện những công đoạn tiếp theo. Mình đều hiểu rõ cái quy trình như vậy là mình cảm thấy rất là hài lòng.
Dạ, thì nhân qua đây thì anh cũng có đôi lời nào cũng gửi cho đến những vị khách hàng mà cũng đang gặp tình trạng giống anh được không ạ? Thì anh có thể là giúp mọi người chia sẻ một điều gì đó mà anh cảm nhận để mọi người đều nhận được cái giá trị to lớn này giống như anh không? Dạ, trước mắt thì mình xin khẳng định lại là chương trình của Nha Khoa An Tâm thì xây ra toàn xứ Konya cho khách hàng là hoàn toàn là thiết thực và đúng sự thật như vậy. Và nếu mà khách hàng nào mà cảm thấy mình răng hồi trước đã làm răng sứ kim loại mà chưa đạt yêu cầu về thẩm mỹ, hoặc là chưa yên tâm về chất lượng, hoặc là về lâu về dài có thể sẽ không đảm bảo, thì mình nên nhanh chóng đến nha khoa An Tâm ạ. Tức là anh Tuấn đã trải nghiệm rồi và đây cũng là những cái chia sẻ thiết thực nhất từ anh Tuấn. Thì cũng như tất cả các vị khách hàng khác thì anh Tuấn đến đây với là tâm thế rất là cũng lo lắng, nhưng mà khi mà anh được các đội ngũ bác sĩ cùng với lại nhân viên của nha khoa An Tâm tư vấn, và đến ngày hôm nay thì anh đã hoàn thành gắn 4 răng sứ zirconia rồi, nên là mọi người có thể là yên tâm hơn ha. Và nha khoa An Tâm cũng còn rất là nhiều suất trao tặng giá trị vàng này nữa, thì hy vọng rằng các vị khách hàng của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái suất này. Vâng, một lần nữa xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo nhé. Nha Khoa An Tâm lần đầu tiên thực hiện chương trình trao tặng giá trị vàng 102 dành cho tất cả các vị khách hàng đã từng làm răng sứ nhưng chưa đạt được độ thẩm mỹ mong muốn, hay những trường hợp đang phủ răng sứ nano hoặc bọc răng sứ kim loại. Tất cả đều được trợ giá hoàn toàn chi phí, thay đổi thành răng toàn sứ zirconia. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Facebook và website Nha Khoa An Tâm nhé.